Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mùng 9 tháng Chạp, thì cũng còn 21 ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Thì những ngày Tết Nguyên Đán thì nhu cầu tiêu thụ thịt heo thì sẽ tăng rất cao. Nhưng mà giá thịt heo hiện tại bây giờ thì nó liên tục giảm luôn nha các bạn. Rồi mình thì cũng không biết nguyên nhân tại sao. Thì một lát nữa thì mình sẽ lại trang trại heo, trang trại mà nuôi heo nhỏ lẻ của một người anh cùng xóm, để đó mình tìm hiểu coi, mình để biết coi cái nguyên nhân nào mà heo nó sụt vậy. Và hiện tại bây giờ là thương lái ra giá heo của anh Sáu này là giá hiện tại là bao nhiêu nha các bạn. Thì chúng ta cùng đi lại trại heo nhà anh Sáu nha các bạn. Thì đây là trại heo của nhà anh Sáu này các bạn. Thì qua tìm hiểu thì mình cũng hỏi anh Sáu, thì anh cũng cho biết là thương lái hiện giờ là trả heo của ảnh là giá heo hơi là 75 ngàn các bạn. Và trước đây khoảng tầng thì giá heo là lên cao là khoảng 90, tại địa phương mình đó là ở An Biên, Kiên Giang đó, chứ mình không có nói chung với các tỉnh khác, là nói tại địa phương mình thôi, là 90, mà bây giờ là nó liên tục giảm, giờ là còn có 75 ngàn các bạn. Thì hỏi thương lái thì nguyên nhân tại sao heo nó sụt, thì thương lái họ cũng nói là do heo nhập từ bên ngoài về, nhập heo nóng từ bên ngoài về. Thì nhập nhiều nhất là ở Campuchia với lại Thái Lan, heo Campuchia nhập vô Việt Nam với heo Thái Lan nhập vô Việt Nam nhiều, thành ra là nó làm giá heo trong nước là giảm xuống. Mà cái tỉnh Kiên Giang là heo, giá heo lúc nào nó cũng thấp hơn những các tỉnh khác hết trơn các bạn. Thì với tình hình giá heo này liên tục giảm này thì chắc là Tết nay thì chắc lẽ là thịt heo chắc lẽ không thiếu rồi, không sợ thiếu thịt heo ăn Tết này. Và cái giá heo chắc cũng lẽ không cao, không quá cao để người dân không thể mua ăn nổi nha các bạn. Người chăn nuôi á, nghe heo sụt á thì họ buồn rầu, còn những người tiêu thụ thịt á, họ nghe heo sụt á thì họ mừng. Cái chuyện đời nó nghịch lý gì đó các bạn ơi. Thì đàn heo của anh Sáu thì nó cũng bắt đầu đến ngày xuất chuồng rồi, nó cũng gần vô trăm rồi các bạn, nó cũng khoảng là 90 chín mấy rồi. Nhưng mà nghe tình hình đó thì giá heo sẽ còn tụt xuống nữa, nhưng mà không biết là xuống tới mức giá nào đây. Thì nói chung người mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì heo có lên thì họ cũng không có bán được bao nhiêu hết trơn các bạn, không có bán được bao nhiêu con hết trơn, và cũng không có lời được bao nhiêu nữa. Bây giờ chăn nuôi nhỏ lẻ mà nó đâu có lời nhiều, bán cũng đâu có được nhiều con, thành ra khi mà heo lên giá thì họ rất là mừng. Mà lên giá thì chưa được bao lâu hết trơn thì heo sụt nữa rồi, thì thấy ảnh không có được vui, bởi vì heo cũng gần xuất chuồng mà bán không có được cái giá cao, thành ra ảnh cũng không được vui. Thì mình cũng có an ủi ảnh là đừng có buồn, thì cái nghề chăn nuôi á, nhỏ lẻ thì nó vậy đó, nó bấp bênh lắm. Thì mình bán được, đụng được giá nào thì mình bán giá đó, chứ bây giờ heo nó đến ngày xuất chuồng thì được giá nào thì bán giá đó, chứ mình đâu có đợi được.
cái nghề chăn nuôi thì giá cả nó bấp bênh vậy đó, thì chăn nuôi là mình phải chịu chấp nhận cái điều đó. Nó cũng khuyên nhủ anh đừng có buồn. Thì từ đây sắp tới thì giá heo như thế nào thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu và cập nhật thêm những video tới để mình nói cho các bạn nghe để tham khảo thôi, chứ mình không có báo giá chung hết cả nước nha. Mình chỉ nói là cả địa phương mình thôi, mình chỉ những người mà nông dân mà chăn nuôi nhỏ lẻ thôi. Bây giờ nông dân à, không có làm được gì ngoài việc chăn nuôi thêm với làm ruộng hết trơn các bạn. Thành ra buôn bán cái gì được có giá thì rất là mừng, rất là phấn khởi. Mình chào các bạn nha. Các bạn xem video thì like, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chào các bạn.